Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Sự sinh tồn của con người không tách rời với hoàn cảnh của tự nhiên. Vậy thì phong thủy nhà và sức khỏe của con người liên hệ với nhau như thế nào? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn quan điểm trong video này. Phong thủy nhà và sức khỏe liên quan ra sao? Tôi xin kể với các bạn một câu chuyện về một vị đại sư, cũng là một người thầy của tôi ở Singapore, đó là ngài Raymond Lowe. Ngài có hỏi tôi là ở Việt Nam thì chi phí làm cái gì về phong thủy sẽ là cao nhất. Thì tôi có nói là làm phong thủy cho một doanh nghiệp nổi tiếng thì sẽ lấy được chi phí cao nhất. Và ngài có nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn ghi nhớ ở trong lòng, đó là chứng tỏ Việt Nam vẫn không phát triển kinh tế bằng Hồng Kông. Sau đó ngài giải thích thêm rằng đối với ngài, tính phí cao nhất trong phong thủy chính là cải thiện sức khỏe. Và đây là một câu nói hết sức thấm thía, có nghĩa là thứ quý giá nhất đối với những người giàu có đó là sức khỏe. Thì trước hết là tôi cần phải nhắc lại mục đích cao nhất mà phong thủy hướng đến với cả con người, là con người đó có được cuộc sống như mong muốn. Mỗi một người sẽ có các mong muốn khác nhau. Có người thì mong lên trưởng phòng, có người lại muốn lên đến chủ tịch tỉnh, có người thì chỉ cần một công việc là dư giả đủ xây nhà, mua ô tô thôi là họ sẽ nghỉ hưu và sống an nhàn. Còn có những người lại muốn đứng top đầu xã hội về sự giàu có nữa. Nhưng mà dù thế nào, đã là con người thì luôn mong muốn có một sức khỏe, có sự bình an và có những niềm vui, đúng không ạ? Vậy thì muốn có sức khỏe tốt, ta phải hiểu con người chúng ta có hai dạng năng lượng là năng lượng tinh và năng lượng thô. Năng lượng thô đến từ những món ăn hàng ngày, giúp sức khỏe và cơ thể sinh học phát triển tốt, giúp chúng ta có những động năng, có những động lực tốt hơn trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Còn năng lượng tinh là thứ giúp chúng ta có tinh thần tốt và vận trình may mắn hơn. Trong hai dạng năng lượng này, năng lượng tinh rõ ràng là có vai trò quyết định tốt hơn rất nhiều so với bản năng lượng thô. Chúng ta đã thấy là một người khi mà vui có thể tự hết bệnh được, và ngược lại khi mà buồn thì cũng có thể bị bệnh mà chết. Và năng lượng tinh đến từ chính các cái môi trường chúng ta tiếp xúc hàng ngày, các mối quan hệ, các trường năng lượng nơi mà chúng ta hay dành nhiều thời gian ở đó, mà môi trường cư trú chính là phong thủy nhà. Môi trường cư trú có phong thủy tốt không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp con người phát triển hơn nữa. Ta vẫn thường nghe đến cụm từ là phong thủy bảo địa, đúng không ạ? Nhấn mạnh cuộc đất và cách cục phong thủy tự nhiên hài hòa, sinh khí dồi dào, dễ sinh ra những người tài. Câu nói là địa linh nhân kiệt cũng được đúc kết từ đây mà ra. Và vai trò của phong thủy là nhằm tìm kiếm hay là sắp đặt để mà các cái cách cục của đất đó tạo ra sự lý tưởng về phong thủy, giúp tạo ra những trường năng lượng tốt để mà cải thiện về sức khỏe. Ở đây thì chúng ta đã có thể kết luận rõ ràng là phong thủy rất có liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ phải củng cố sức khỏe ra sao với phong thủy nhà? Cách cục ngôi nhà lý tưởng với âm dương cân bằng, trường khí ổn định là tiền đề tốt nhất để mà người cư trú được hưng vượng, sức khỏe dồi dào và vận thế tối ưu. Đối với những công năng phong thủy trọng yếu như là cửa chính, phòng ngủ, ban thờ hay là phòng bếp thì chúng ta cần phải đặt vào cung vị mà có thiên tinh tốt trong vận tốt đáo tới. Còn ngoài ra, về kiến trúc thẩm mỹ, việc sắp đặt những cái đồ nội thất cũng có cần phải một sự hài hòa, tránh đưa lại cái cảm giác hay là những tâm lý tiêu cực cho con người sống ở đó. Và để nội khí tiểu cục ngôi nhà được tốt nhất thì môi trường bên ngoài cũng cần tránh được những cái xung sát, đón được những cái sinh khí. Cũng giống như con người của chúng ta, rõ ràng là chúng ta dù có lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh như thế nào đi chăng nữa mà sống ở một cái môi trường nó quá là ô nhiễm thì về lâu về dài sức khỏe của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề, đúng không ạ? Ở trên trang YouTube Master Phùng Phương thì tôi đã chia sẻ chi tiết về phong thủy cho các công năng này. Ở đây tôi sẽ điểm qua các cái điểm chính chi phối nhiều nhất đến sức khỏe từ phong thủy nhà thôi nhá. Đầu tiên là chúng ta nói đến cổng và cửa. Tất nhiên là cổng và cửa thì tiêu chí đầu tiên là phải chiêu được sinh khí đã. Với vai trò là nơi đón và thoát khí chính yếu thì việc thiết kế cổng và cửa chính là vai trò rất là quan trọng. Phong thủy nhà người Việt thì truyền thống các bạn thấy là hay quay về hướng Nam và Đông Nam để mà đón những cái luồng khí gió lành và hưởng không khí thoáng đãng. Còn phong thủy thì lại luôn nhấn mạnh về hướng thì phải thuận long mạch và vận của khoảng thời gian đó. Các bạn thì hay quan tâm đến hướng thì phải hợp tuổi nữa, đúng không ạ? Nhưng mà tôi nhắc lại là hướng hợp tuổi chỉ là một phần nhỏ thôi. Chúng ta cần phải chú trọng vào hướng thuận với long mạch cũng như là vận của cái khoảng thời gian đó. Chúng ta cũng cần phải chú ý là phía trước cửa chính cần tránh các vật cản như là cây to, cột điện để mà khí lưu chuyển vào nhà một cách thuận lợi nhất. Và tỷ lệ giữa cửa chính và cửa phụ cũng phải tuân theo tỷ lệ với yêu cầu cửa chính lớn hơn cửa phụ. Ngược lại thì sẽ làm cho khí khó tụ và dễ sinh ra những bệnh tật cũng như là thất thoát về tài lộc. Và tiếp theo là phòng ngủ thô thoáng. Sau khi đã được đặt vào vị trí tốt
và hướng giường ngủ hợp tuổi rồi. Thì phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, nên là giường ngủ thì tuyệt đối không để gần các thiết bị điện tử như là TV, điện thoại hay là máy tính. Tôi cũng đã từng được tới thăm những ngôi nhà của các cái tài phiệt ở trên thế giới. Thì những ngôi nhà mà có tư vấn của những người đại sư phong thủy ấy, thì thường phòng ngủ sẽ không có một bất kỳ một cái thiết bị điện tử nào, kể cả là TV hay là những cái thiết bị điện tử, chỉ ngoài mỗi cái điều hòa thôi. Và chúng ta cũng nên là tránh kê các đồ vật nhiều góc nhọn, nặng nề hay là kim loại ở trong phòng. Chúng ta nên trang trí giản tiện nhất có thể. Giường ngủ thì chúng ta không nên bố trí đặt ở dưới sàn nhà hay là đối diện vào phòng của vệ sinh. Đặc biệt là chúng ta cũng tránh bố trí gương soi chiếu thẳng vào giường ngủ, cũng như là tư thế nằm duỗi chân thẳng đi về phía cửa. Thì điều này khi mà tôi có nghiên cứu đông y, tôi cũng thấy nói rất là rõ. Vì trong cơ thể của chúng ta có hai huyệt rất là quan trọng, đó là huyệt Bách Hội ở trên đầu và huyệt Dũng Tuyền ở dưới chân. Nếu mà hai huyệt này thường xuyên bị các sát khí xâm phạm vào thì rất là dễ xảy ra những cái căn bệnh, đặc biệt là dễ gây ra đột quỵ nếu như mà chúng ta tuổi cao, nhân khí của chúng ta đã giảm mất. Và một công năng nữa chúng ta cũng có thể thay đổi để mà cải thiện sức khỏe, đó là cầu thang và giếng trời. Cầu thang và giếng trời là yếu tố lưu thông dòng khí theo phương thẳng đứng của căn nhà. Đôi khi cầu thang và giếng trời được kết hợp với nhau tạo thành một khoảng không gian thông thoáng để mà lấy sáng, tạo sinh khí mới cho sức khỏe con người. Giếng trời thì đương nhiên là phải thoáng, phải sạch sẽ, không nên là quá sâu, tốt nhất là hình vuông thì sẽ thuận lợi cho việc lưu thông khí. Tôi thấy có một số nhà làm cái giếng trời thì rất là to, nhưng mà ở trên đó toàn là những cái lá cây mục, rồi là rêu, rồi những bụi bẩn. Thì những giếng trời đó không những là không có lợi mà lại còn gây ra những cái vấn đề rất là có hại cho sức khỏe nữa. Còn khu vực giếng trời này chúng ta cũng nên ốp những loại gạch trang trí để mà dễ lau chùi, không hút ẩm, để mà tạo cho sự thuận tiện vệ sinh, tránh ẩm mốc như câu chuyện tôi đã nói ở trên. Tiếp theo là một khu vực nữa chúng ta cần phải lưu ý, đó là các cái góc khuất thiếu sáng. Những khu vực thiếu sáng tự nhiên như các góc khuất hay nhà kho thì sẽ không tốt cho sinh khí của ngôi nhà, vì nó tạo ra rất là nhiều âm khí. Những vị trí này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ rất là nặng nề. Và nếu mà phạm vào những cung vị đặc biệt quan trọng như là cung càn, cung bản mệnh thì sẽ ảnh hưởng rất nặng đến sức khỏe. Và nếu như là vào cung thiên lộc hay là cung quý nhân thì còn ảnh hưởng đến cả tài lộc nữa cơ. Và tiếp theo một phần chúng ta cũng có thể bổ trợ cho sức khỏe, đó là thực phẩm ngũ hành. Như tôi đã nói ở trên thì năng lượng của chúng ta hấp thụ hàng ngày sẽ có hai phần là năng lượng tinh và năng lượng thô. Thực phẩm thì vốn là chia năng lượng thô, tuy nhiên ở trong thực phẩm nó sẽ có những cái ngũ hành, sẽ chia thành những ngũ hành, và ngũ hành này lại sinh ra những năng lượng tinh. Đạo dưỡng sinh của Á Đông xem cơ thể khỏe mạnh là hệ quả từ việc và đảm bảo cơ thể duy trì được sự quân bình âm dương. Trong đó thì việc sử dụng thực phẩm có vai trò tiên quyết. Và chúng ta thấy là ngũ đại cổ thuật của Trung Quốc ấy, có 5 bộ môn là sơn, y, mệnh, tướng, bốc, và trong đó có bộ môn y chính là y thuật, giúp chúng ta biết được là âm dương của mỗi một cái đồ ăn này như thế nào. Tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện về Quang Trung, vua Quang Trung. Trong tác phẩm Quang Trung Bi Hùng Truyện có nói tới một giả thuyết là vua Quang Trung bị ám sát bởi là ăn những đồ ăn có âm dương cũng như là ngũ hành nó đối nghịch nhau, làm cho một cái dũng tướng rất khỏe mạnh như vua Quang Trung cũng bị vong mạng, mà tuổi đang ở trong độ tuổi rất là sung sức, mới có hơn 40 tuổi thôi, đúng không ạ? Vậy nên là chúng ta thấy được cái vai trò của âm dương ngũ hành trong cái việc bổ trợ sức khỏe cho chúng ta. Và mỗi một loại thức ăn có một thuộc tính ngũ hành khác nhau, căn cứ vào màu sắc, mùi vị thì ta cần kết hợp để có cơ chế hấp thụ được tốt nhất. Tôi có thể kể đến như là những đồ ăn màu xanh vị chua thì sẽ mang hành mộc, những màu đỏ vị cay thì mang hành hỏa, màu vàng thì vị ngọt thì mang hành thổ, màu trắng vị đắng mang hành kim, màu đen vị mặn là mang hành thủy. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo sinh khí cho ngôi nhà, cũng có thể cải thiện sức khỏe cho chúng ta. Để tạo sinh khí cho ngôi nhà thì ta cần phải điều chỉnh ánh sáng ngôi nhà sao cho tối ưu nhất. Trong phong thủy thì ánh sáng tượng trưng cho năng lượng dương, gia chủ cần phải đảm bảo là giữ cho ngôi nhà chúng ta luôn được sáng sủa, nhất là tại các khu vực ngôi nhà vướng vào năng lượng âm như những góc khuất tôi đã nói ở trên. Chúng ta cũng cần phải chú ý rằng đèn chiếu ấy thì không nên quá sáng, vì nó sẽ phát ra những năng lượng dương quá mức là không tốt cho gia đình, bởi vì cốt lõi của việc điều chỉnh theo phong thủy là nhằm tạo ra sự quân bình âm dương, chứ không nên là quá một yếu tố gì. Ở trong phong thủy thì nhà quá sáng thì sẽ phạm vào thế là quang sát. Những khu vực bên trái và phía trước của cổng của chúng ta cũng cần phải lưu ý là luôn giữ sạch sẽ và quân bình, vì bên trái là bên thanh long, còn đằng trước là khu vực minh đường, sẽ cần phải là luôn đáo khí, mà khí thì sẽ phải là dương khí, thì nó sẽ làm cho cả sức khỏe lẫn là vận trình của chúng ta sẽ được lưu thông rất là tốt, phát triển rất tốt.
Và nếu như những kiến thức tôi chia sẻ ở trên các bạn cảm thấy chưa quen hoặc là khó áp dụng do chưa được thực hành phong thủy đủ lâu, thì các bạn có thể cân nhắc việc điện thoại cho đội ngũ trợ lý đã được tôi đào tạo chuyên nghiệp để mà hỗ trợ tốt hơn. Trong video tiếp theo tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn cách cải thiện ngôi nhà của chúng ta để chúng ta có được vận trình tốt hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.